Tân Hoa hậu Hoàng Vũ ăn chay trường, chủ nhân của chiếc vương miện Miss Universe lần thứ 69, Andrea Meza là một người ăn chay trường và là một kỹ sư phần mềm. Cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Miss Universe lần thứ 69 được tổ chức tại khách sạn và sòng bạc Seminole Hard Rock ở Hollywood, bang Florida, Mỹ. Chiếc vương miện danh giá đã thuộc về Andrea Meza, người đẹp 26 tuổi, người Mexico, đã vượt qua 73 người khác, bao gồm Á hậu 1, người Brazil, Julia Gama, và Á hậu 2, người Peru, Masita del Castillo, để được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Theo hồ sơ thí sinh của Andrea Meza trên trang web Miss Universe, Meza lớn lên trong một gia đình đông con ở thành phố Chihuahua ở Mexico. Andrea Meza có bằng kỹ sư phần mềm và là đại sứ du lịch chính thức cho Chihuahua, quảng bá những địa điểm đẹp và nền văn hóa phong phú. Andrea Meza cũng là nhà hoạt động tập trung và quyền phụ nữ. Cô đang hợp tác chặt chẽ với Viện Phụ nữ của thành phố Chihuahua nhằm mục đích chấm dứt bạo lực giới. Tân Hoa hậu Hoàng Vũ còn là một nghệ sĩ trang điểm và người mẫu. Andrea Meza tập luyện các môn thể thao mạo hiểm, chẳng hạn như trượt cát, leo vách đá. Ngoài ra, trang web của Miss Universe có thông tin rằng Andrea Meza chuyển sang ăn thuần chay, vegan. Vì cô quan tâm đến phúc lợi động vật và thế giới, chế độ ăn vegan không dùng những sản phẩm có liên quan tới động vật như trứng, mật ong hay sản phẩm liên quan đến bóc lột động vật. Trong vòng thi cuối cùng, Andrea Meza được hỏi về tiêu chuẩn nhan sắc đang thay đổi hiện nay. Cô ấy trả lời, chúng ta đang sống trong một xã hội ngày càng tiến bộ hơn, và khi chúng ta phát triển theo xã hội, chúng ta cũng phát triển theo khuôn mẫu. Ngày nay, vẻ đẹp không chỉ nằm ở cách chúng ta nhìn. Đối với tôi, vẻ đẹp không chỉ tỏa ra ở tinh thần, mà còn ở trái tim và cách chúng ta ứng xử. Đừng bao giờ cho phép bất kỳ ai nói với bạn rằng bạn không có giá trị. Chỉ vài tiếng sau khi đăng quang, Tân Hoa hậu Hoàng Vũ dính nghi án đã lấy chồng từ 2 năm trước. Nguồn cơn sự việc bắt nguồn từ tấm ảnh cô mặc váy cưới chụp cùng một người đàn ông được đăng trên trang Instagram cá nhân của người này. Tuy nhiên, người này sau đó đã lên tiếng nói bức hình chỉ nằm trong chiến dịch quảng bá hình ảnh của thành phố Chihuahua, không phải là ảnh cưới của Tân Hoa hậu. Nguồn Minh Khôi. Some more is so hard.